Một hoàn cảnh khó khăn và đáng thương tại An Minh, tỉnh Kiên Giang. Cô bé Sành, một người phụ nữ 67 tuổi. Cô bị mắc bệnh câm điếc từ nhỏ. Trong lúc còn trẻ, cô cũng đi làm lụng, không biết vì sao lại mang thai đi về nhà và sanh ra một bé gái. Sau này bé gái lớn lên, đầu óc cũng không được bình thường, nhưng lại mang căn bệnh giật. Thời gian thì cô bé lại bị giật và té xuống sông mất. Cô lại sống một mình. Nhưng bà con dòng họ dặn hỏi người cha của bé là ai, cô cứ giấu mãi, đến giờ không bao giờ nói ra. Thì các hoàn cảnh của cô như thế nào? Hoàng Linh xin mời quý bà con cô chú anh chị mình sẽ cùng đồng hành với Hoàng Linh tìm hiểu thêm ạ. Hoàng Linh miền Tây, kết nối trái tim Việt. Dạ, kính thưa quý bà con, thì hiện tại Linh đang ở nhà cô Bảy Sành. Thì như là giới thiệu của Linh đó, thì cô Bảy Sành là bị khuyết tật, không thể nói được cũng như không thể nghe được. Thì Linh nhờ một cô ở xóm thì sẽ nói giùm cho cô Bảy Sành. Dạ, con chào cô ạ. Con chào, chào cô Bảy nha. Cô Bảy biết không ta? Biết. Thấy gật đầu là biết ha. Dạ. Trước tiên thì con nhờ cô là giới thiệu cho quý khán giả anh biết là cô tên gì ha? Cô tên Lệ. Cô tên Lệ. Cô thứ mấy cô Lệ? Thứ hai. Thứ hai, vậy là cô hai Lệ ha. Ừ. Thì hôm nay thì có một bé đó thì cũng gọi con đến đây để chia sẻ về cái hoàn cảnh của cô Bảy. Thì cô Bảy là bị mà cái bệnh này là từ hồi nào luôn cô? Trong bụng mẹ chung ra tới giờ. Trong bụng mẹ luôn? À. Rồi. Rồi cô có con cái gì không? Có một đứa mà chết rồi. À. Rồi chồng là cũng mất luôn rồi hả? Bả đó không có chồng. Không có chồng sao có con? Sao kỳ thì, vậy? Thì kiểu mà người ta bỏ đó. Bỏ như kiểu dụ rồi bỏ đó. Vậy là cái câu chuyện mà của cô Bảy mà có chồng mà không có con là sao cô? Cô thể kể kiểu mà người ta ở đó, hồi đó đó người ta ở rồi cái người ta bỏ. Có bầu người ta bỏ tới giờ luôn. Vậy là cũng là quen rồi ở hay là sao? Không biết nữa, như là hồi đó không biết làm sao, bỏ quen hay là làm sao không biết nữa. Rồi cái như mình còn nhỏ, bà cũng đi mặn thời gian không có gành nữa. Dạ. Rồi về thì bà có con rồi. Vậy là đó là cô ở đây luôn hay sao? Cô ở đây, ở trong kinh thứ 10, rồi cái mấy đây ra mày này ở. Kinh bờ xa trong kinh thứ 10 chống á. Dạ, vậy là đó mà... Cô ở trong đó là chắc có lẽ là cũng có quen chú nào đó cho nên là đúng không? Hồi đó bà ở đây, cô ở trong kinh thứ 10 á. Dạ. Cô mới ra đây, cũng được 18 năm rồi. 18 năm? À, 18 năm đi mặn hết, 12 năm rồi, đi mặn mướt. Vậy là mình đi Bình Dương, Sài Gòn đâu đó ha? Đồng Nai chứ không phải Sài Gòn. Đồng Nai luôn, xa hơn nữa. À. Quá xa luôn rồi. Rồi vậy đó là từ đó là có một người con, rồi con đó là tên Mén, là gái hay trai? Gái. Rồi làm sao mà người con đó lại mất? Như bị kim thông giật đó, rồi nó văng dưới sông á, bơi xuồng đó, rồi nó văng dưới sông. Vậy là cũng chị đó cũng bị bệnh. Bệnh. Gọi là bệnh kim thông hả? Bệnh kim thông gì đó, kim thông á, là... nó giật á. Lâu chưa con? Chết hôm nay không biết à. 6 năm mà. Vậy là 4 năm rồi. 4 năm. 4 năm rồi. Vậy là cũng mới đây thôi, cũng đâu. Vậy là lúc đó là chị đó ở đây với con. Có chồng ở trên chỗ cây cầu đi qua đó, cầu thứ 7 á, đi qua phía bên đây nè. Dạ, vậy hả? Ừ. Vậy là chị đó cũng có chồng. Có chồng. Rồi cô á là bị cái bệnh mà này là mình gọi là cái bệnh khuyết tật. Thì hồi từ nhỏ từ trong bụng ra. Trong bụng luôn tới giờ luôn. Trong bụng mẹ tới giờ luôn. Rồi mình muốn nói chuyện với cô là mình phải nói Gani sao? Gani. Ở quen rồi Gani. Gani mình biết. Dạ. Vậy là cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 55 rồi. 55. 55 tuổi. Đúng không ta? Cô thử Gani hỏi cô thử cô bao nhiêu tuổi là cô trả lời sao? Nhiêu tuổi rồi? Gần như nữa này nữa phải không? Là số năm với số hai với hai ngón tay là 52 hả? 67. 67 hả? Vậy nè, vậy là sáu rồi,
với cái này nữa, hai mắt là 2 tuổi rồi đó. À, là 67. 67. À, vậy là chính xác là cô 67 tuổi. Ừ. À, chỉ có cô mới nhớ được. Gani tay gì nè, với hai, với ngón với hai, hai mắt, một mắt là 1 tuổi, hai mắt là 2 tuổi. À. Ờ, vậy đó. Mấy cái ký hiệu đó là con không gành. À. Nói chung là mình ở sớm thì mình trò chuyện với cô thì gành ha. À, vậy đó. Rồi cô ở đây là một mình vậy là ở đất nhà ai đây cô? Ở đậu người chú. Người chú. Ừ. Thì có cái nhà bé xíu gì đây? Ờ, à, cái nhỏ nhỏ gì đó, người cho ít cây vậy. 100-200 gì đó, cái gom lại cắt cho bà cái nhà. Là cái nhà này cắt lâu chưa? Cắt 2 năm rồi. 2 năm rồi. Vậy là trước đó là cô ở đâu? Cô ở hồi đó thì trên Đồng Nai, rồi cái mới về năm nay. Dạ. Không, đó. Không, ý con hỏi là trước đó là cô Bảy ở đâu á? Ở đây luôn. Ở đây nè. Ở đây mà ở trong cái nhà như thế nào? Ở chung cái nhà nhà con nhỏ cháu. À, như là cháu rồi cho cái, ở. À, rồi cháu cho ở, rồi như bà kiểu mà mấy đứa nhỏ này nè. Dạ. Rồi bà ở không như ấy không được, cái bà đi đòi cắt cái chòi ra vậy đó. Cắt cho bà ở vậy đó. À, cái đó là cháu ruột đúng không cô? Cháu ruột, cái này cháu dâu. Cháu dâu. À. Rồi cháu ruột đi đâu rồi? Cháu ruột nó đi bên kia rồi. À, tức là nói chung là ý là con hỏi là nhà này là nhà cháu ruột hay là cháu sao ruột. Đó? Cháu ruột. À, thì ở đây là mình có đất đai gì không? Bà không có đất gì hết chứ. À, rồi bên nhà cháu? Nhà cháu thì có được 2 công mấy. Vậy đó. Thì bên đó thì có cha mẹ đâu, bên già bên đó không? Có. Cha mẹ, người chú. À. Mà ổng đi bằng mướn không à? Ổng bỏ đi bằng mướn đi. Đi nữa rồi. Thì nói chung là con cháu thì con cháu thôi, nhưng mà cũng phải lo cha mẹ già, con cái lùm đùm hết. Bởi vậy cô là cô ruột. Cô ruột. À, này cô là ruột. Cô ruột lần này. À, thì nói chung là lo được cho cô căn nhà vậy là quá ấm cúng rồi. Tại sống có một mình nè. Năm đứa góp lại đó. Năm đứa. À, con cháu hàng xóm rồi ha. Hàng xóm có cho không? Không có. Như vậy là nè. Có người thím lần này cho được 50.000. À, góp lại cắt được cái nhà vậy đây. À, rồi cô trong đó là cô nấu ăn đồ mình nên luôn. Mình nên vậy đó. Ở nên. À, để chút xíu nữa Linh sẽ vô bên trong quay cho quý bà con xem. À, con nhìn vô là con thấy là nhà của cô rất là gọn gàng rồi đó. Bà sạch lắm, bà kỹ lắm. Dạ. Cái nào nói ngay nhìn, bà kỹ. À, nhìn cô mặc đồ đây là biết rất là gọn gàng rồi. Bà kỹ lắm, có một cái là bà kỹ lắm nha, sạch sẽ. Dạ. Kỹ lắm. Không biết là con nói cái khẩu hình miệng cô biết không biết nữa. Nói làm sao? Ý là con đang nói chuyện nè, chắc cô nhìn con chắc cô biết con. Dạ. Nói gì á. Biết không? Biết. À, đón ra chắc biết. À, biết. Dạ. Rồi con thấy cô hồi nãy đi vô là cái chân hơi yếu là đang cái, bị gì cô? Có cái tật đây nè, nó quẹt. Đi cái giò nó không được ấy, nó quẹt vậy. Với cái tay á. À, tức là bóp vô cái tay là nó giật. À, cái này nè, đang cục nè. Đâu cô bóp thử, cô bóp sao vậy? À, nè, với cái giò nè, cái giò chỗ này nè. À, bà đi nó hơi quẹt. Đi quẹt. À, còn cái tay là bị sao? À, cô dâng lên. À, nó có cái cục gì trong đó hả? Sao mà sưng lên đó? Ờ, bà có một cục gì đó. Đó, cái cục đó là cục sao cô hồi xưa cô biết không? Cũng không rành. À, ngộ ha. À, mình đụng vô đó là tự nhiên nó giật. Rồi nó có ảnh hưởng gì không cô? Cũng không biết nữa. Bà nó nhức gì chứ cũng không nhất. Có gì. À, mà cô thấy cái hiện tượng đó lâu chưa? Cái này chắc cũng lâu rồi. Gì lâu rồi, giật. À, có khi hồi nhỏ luôn không ta? Hồi đó cô thấy cô có bị gì, cô Bảy có bị gì không? Hồi đó thì nó ít một chút mà bây giờ ngày nó nhiều nữa. À, làm như ngày lớn tuổi ngày nó nhiều. À, cô có thể săn săn cái áo lên cao một chút xíu lật lại. À, nó có một cái cục vậy mà đụng vô giật. Thì quý bà con xem biết cái bệnh gì có thể nói hoặc là có thể bình luận ha. À, chỉ cho cô cái thuốc chị. À, con thấy lạ lắm. Đụng vô là giật ha. Còn cái tay bên đây thì không có. Tay bên đây không có mà có tay này. À. Rồi hằng ngày á là cô Bảy có đi làm cái gì không cô? Không có làm gì chân dò gắn tay chân bởi vì đâu có làm gì đâu. Vậy đó hả? Rồi cái như nhà mà lâu lâu cái người ta tài trợ cho gạo. Ờ, à, cũng như ấp ở xã đâu đó ha. À, như bả kiểu dạng bị tật nguyền đó người ta cho bả gì. À, cái thuộc cái diện người khuyết tật. À, tháng chắc cũng được mấy trăm hả? Tháng
như 300 mấy 400 mấy gì đó. 300 mấy một mình thì mua gạo chắc cũng đủ mua gạo, nhưng đúng, mà xài cái khác thì không đủ. Không có. Đúng rồi. Một mình con thì mua gạo thì tiền đó thì đủ, nhưng mà xài cái khác thì chắc không đủ rồi. Nhỏ cha em nó mới mằng lúa cái nó cho bà đựng ít gạo quá. À. Vậy là hàng ngày là đâu có làm gì đâu, đi không vòng có làm vòng gì vòng đó. Con cháu như vậy. À, đi vòng vòng vậy đó. À. Hồi trước còn Mạnh là cô làm gì? Cô Bảy á? Đi đập chai bên ông Chạch Tôn bên sông á. Đập chai mướn á. Đập chai là sao cô? Chai, cục chai chét xuồng hồi đó đó, cục lớn lớn nè. À, cục chai chét xuồng. Mà, ừ. Mà cái đó lâu lắm rồi mà. Lâu rồi, rồi cái bà nội chết rồi nghỉ làm rồi. Cái giò bà nhất rồi bà đi đâu nổi đâu. Vậy là... Cô quẹt quẹt hết rồi đi. Cô không còn khả năng lao động nữa là bao nhiêu lâu rồi? Là nhiều... Cô nhắm nhắm thôi, không cần phải nhắm chính đâu xác. Bố 4-5 năm rồi. 4-5 năm. À. Ừ. À, bởi vậy. Nói chung là những cô chú mà bị khuyết tật như vậy á, cô là không nghe được luôn. À, không. Gani không à? À. Thường á là bị khẩu hình, bị khẩu mè khẩu á là dưới bị khẩu là cái tai sẽ không nghe được. Ừ. Còn nếu mà cái tai nghe được mà bà khẩu nói chuyện không được là tức chứ lắm tức. À. Thường là con thấy là bị khẩu là cái tai sẽ cái tai sẽ không nghe được. Nhầm cái bà tức bà la lắm à. Tức mà đâu có nghe được đâu mà tức con. Nó bả la agani á, như bả cái gì bả quạo bả la lắm. À. Chắc cô hiểu á. Hiểu. Tại vì thường ngày nói chuyện đâu đó quen rồi nhìn miệng. Ừ, nhìn là... cái miệng bà biết. Hiểu. Hằng ngày vậy đó là ở trong nhà này lủi thủi một mình như vậy. À, bằng đêm cũng lủi thủi nhầm. Ừ. À, nhầm khi bà bệnh á. Ừ. Bà đái trong quần cũng không hay nữa, rồi sáng mới hay. Trời. Ừ. Là bệnh gì mà sao đái trong quần? Nhầm khi không biết làm sao nữa, nhầm khi bà đái. Là... sáng mới hay thôi. Vậy đó. Lâu chưa? Cũng lâu rồi. Cũng năm ngoài 2 năm vậy. Ừ. Cũng hơi khó quý bà con, cho nên tại vì cô không nói được nè. Không phải cô nói được, cô hiểu mình nói gì á thì nó dễ hơn. Đó. Thì chắc là cô Gani cho cô á dẫn vô trong nhà con xem trong nhà thử ha. Đứng lên chắc. À, cô dẫn đi, chủ nhà dẫn đi. Dạ cô ngồi đó hàng chút xíu cô cháu mình nói chuyện tiếp. Hay cô đi vô luôn đi. Đi vô. À, cô đi vô luôn đi, tại vì cô nói chuyện cũng đâu có được đâu. À, có bước vô luôn. Dạ. À, nhà vậy đây. À. Quá trời gọn gàng sạch sẽ luôn rồi. Bà gì đó. Nè, à. Bà ở gì nè. Rồi đây cái chỗ dắt dao ngăn nắp ngay thẳng ngay hàng. Úp chén cũng vậy đây quý bà con. Trời ơi cái bếp ga bóng loáng soi gương luôn hả sao mà? À. Bà kỹ lắm. Trời ơi. Rồi sáng giờ ăn cái gì đây? Hồi sáng giờ ăn cái gì đây? Dạ. Ăn cái gì? Ủa sao không có gì chổng chân vậy? Sáng cho mấy con cá ba ăn hết rồi. Cá khô. Cá khô. Khô hai. Nè, quý bà con xem nè. Là nồi son chảo này là cô tự mua đó hả? Tự mua, người ta cho cái bao dụm mà mua. Vậy đó hả? Ừ. Có đủ đồ hết trơn ha. Ừ. Quá ấm cúng. Sao con nói gì? Bà chiên cá, chiên khô á. Rồi bà gạo. À, bây giờ là cô ra dấu cô dịch nha. Ê, cô Bảy ra dấu cô dịch nha. Đó, khô đó. À, khô. À. Ừ, rồi giờ còn gạo không? Còn. Gạo, còn. Ê, gì còn không? Còn, mới bị mới cho, nhỏ cháu nó mới cho. À, nhỏ cũng, em chứ. Cũng còn một phần gạo đây. Mới cho ngày qua. 7 kg. Cho qua mấy kilo á. À, sao cô ra vậy là sao? Nấu một lần nửa lon á. À, vậy là nấu mỗi lần ăn được có nửa lon thôi. Ừ, kìa, cô nói. Ai? À, cái nồi cơm trong đây. Rồi, con thấy rồi. À, đang nấu đó. Ý, đang nấu đừng có thọt vô vậy, điện đó. Điện giật cái trời. Đẩy lại. Gáo ra niên chút gì là nửa lon, ba lon. À, đúng rồi. Rồi một ngày ăn cơm bao nhiêu lần? Có 7. Ê, ăn ngày mấy cử? 2 cử phải không? 2 cử. Hai cỡ, cứ sáng cứ chiều. Ừ, cứ sáng cứ chiều. Ừ, hai lần. Bả la bả ăn lần nửa chén. Sao?
Ăn một lần nửa chén hay là một chén? Một chén. Ăn một lần một chén như vậy. Vậy là nấu nồi cơm ăn suốt ngày rồi. Rồi vậy coi coi cái ra ngoài. Rồi cái chỗ ngủ cũng gọn gàng nữa đây. Quả ngủ có ngăn có nắp lắm. Đó, ở đây thì có cái quạt gió. Ở đây nè nè, coi quý bà con xem nè. Rất là gọn gàng luôn nè, cái mền rồi gối là sắp có hàng luôn, giống như trong quân đội á. Rồi cái đồ dùng cá nhân này sắp nè, rồi cái củ sạc cũng sắp gọn gàng lại như vậy. Quá trời. Cái đó là bọc kim chỉ của bà. Kim chỉ để làm gì? Để may đồ hả? Rồi ngồi đi con, cháu mình chờ chuyện tiếp. Rồi từ khúc lúc mà người con mất đó là lúc là cô đó là chị đó cũng có chồng đúng có không? Chồng nhưng mà có cháu gì không? Có đứa cháu mà bỏ bả là đâu 10 năm rồi, không có về thăm bả thăm lên gì, không biết nó phiêu bạc ở đâu luôn. Là cái người chồng đó với người con cháu của cháu ngoại bả. Là hồi lúc đó là được bao nhiêu tuổi rồi? Hồi nó đi 20 tuổi gì vậy. 20 tuổi hả? Mà mười mấy năm nay? 15 là bây giờ nó hai mấy? Bây giờ? 27. Vậy là chắc cũng hai mấy tuổi rồi. Hai mấy, 27 tuổi đó. Dạ. Rồi người cha? Nó cũng có cha. Như kiểu hồi đó nó cũng mà kiểu bậy. Nó ở với thằng chồng này cũng không có con. Cũng kiểu giống như cô mà chứ. Cũng như mẹ anh vậy đó. Nói chung là cô bảy với con cô bảy là cũng y giống vậy. Là kiểu như là hồi xưa chắc có quen anh nào đó. Quen rồi kiểu ở rồi cái bắt đầu có bầu cái người ta bầu, bỏ. Rồi người ta bỏ. Kiểu dụ đó. Trời ơi tội không. Rồi người con gái kia là bình thường không có bị câm điếc hả? Không. Nó nói chuyện được mà nó kiểu bị kinh phong thôi. Bị kinh phong. Mà đầu óc có được bình thường không? Nó cũng không được bình thường luôn. Không được bình thường không? Bởi vì nó cũng hơi man nữa. Bởi vì nó mới xảy ra cái chuyện như vậy. Chứ mà nó bình thường cũng đâu có gì đâu. Nhưng mà tội cô cái là cô bị bẩm sinh từ nhỏ là không nghe được rồi không nói được. Không. Mà bị ai dụ người ta dụ vậy là tội chết luôn. Bởi vậy. Từ hồi đó giờ cô có nghe được cái thông tin nào mà cái người chồng của cô hồi trước không? Cái người hồi trước cô sống đó. Không có biết luôn. Không biết. Mà cô chắc biết đó mà cô có nói ra không? Không. Hỏi bà đâu cũng đâu chỉ đâu biết. Bà cũng giấu á chị. Cô hiểu nha. Mắt cô đỏ rồi kìa. Không, nói hồi làm như bà tuổi. Như kiểu bà như kiểu ở mình ơn rồi nói hồi dạ. Cái bà tuổi bản thân bà gì đó. Mà cô có cô thử hỏi về cô nhớ ra cái người chồng hồi xưa không? Có cái chồng gì có gì ra câm gì có không? Sao? Bà không biết rồi. Bà không chỉ rồi. Nói hồi làm như bà tuổi rồi bà khóc rồi. Tuổi hay là có khi tuổi. Câu chuyện của mình nói là cô hiểu đó, cô nhớ chồng hay sao á? Không phải bà tuổi. Tuổi. Ai mà nói hồi là bà tuổi bản thân hay khóc vậy đó. Trời, nghiệp quá. Vậy đó. Vậy là cô chỉ bị cái khuyết tật là không nói được chứ không nghe được thôi. Chứ đầu cái gì tỉnh táo cái bà tỉnh táo lắm mà nói hồi bà tuổi. Tội nghiệp cô không biết con tại vì không nghe được thì Linh không nghe được, cô không nói được cho nên là không có thể hiểu cô đang muốn nói gì. Hồi xưa là cô là đi làm mà công việc gì mà ở trên đó mà gặp cái người kia mà phải mang thai như vậy. Hồi đó bà đi đâu chởn mà mằng cái gì đó rồi sau này bà về như mình ở trong kinh thứ 10 đó hồi dạ. Đó cô ở trong kinh thứ 10 cô cũng không có gành nữa dạ. Rồi cô đi buôn bán không cô cũng không có gành mình cũng không có nghe kể lại ha nói chung hỏi là... bà thì bà không có chỉ chắc có lẽ có một cái lý do gì đó bởi vậy tới giờ luôn vẫn không tiết lộ bí mật không có tiếc không có nói ra khổ biết chừng nào không. Rồi xưa sinh con ra vậy đó rồi một mình nuôi con đi làm trai nuôi con hả? Đi làm vậy bả nuôi vừa nuôi luôn bà nội nữa. Nuôi luôn bà nội? Rồi bà nội sao bệnh rồi cái cô nói gì kìa? Đó nói. Sao? Nói bà nội á. Bà nội chết. Bị tật như vậy mà đi làm nuôi cả bà nội. Hồi đó bả nói ngay cái giò này của bả không có ấy đâu nha.
Hồi đó bà cũng còn khỏe lắm, bà Mằng cũng giỏi lắm. Rồi tới sau này bà Mằng đâu mấy anh 2 năm ngoài 3 năm chắc đâu có giờ bà bị tật. Bà nhức quá đó. Nó đi bà đi quẹt quẹt rồi. Là sao con? Con dịch đi. Cái gì? Nước uống. Ờ chắc cô kêu lấy nước cho con uống quá. Lấy cái thùng nước phải không? Là sao? Để là cái sao? Chai thuốc gì nè, bà lấy cái chai thuốc bà uống nặng cho bớt nhất. Chai thuốc. Vậy là cô dùng cái thuốc gì uống trong đó? Nào lấy chai thuốc ra kìa, kìa chai thuốc nữa kìa. Ngồi đi lấy cho. Là cái thuốc đó chắc thuốc nhức khớp quá. Nhức khớp. Thuốc đó. Rồi vậy là uống thuốc đó là bớt nhất đấy ha. Con thấy rồi. Dạ được rồi. Để em bàn đi. Mình có dùng thêm cái cô dùng thêm cái thuốc nam gì không cô? Cô Bảy á? Không, bà uống thuốc đó với. Thuốc đó là tốt không mà sao con thấy cái chai nó ấy quá vậy? Không biết nữa, bà nhức quá rồi bà mua uống gì đó cũng mấy cái thuốc nhất cũng nguy hiểm lắm nha cô. Mình phải có biết đâu nghe, mua uống là nó để những cái loại thuốc nhưng mà cái gì đó con quên mất tiêu rồi, là uống không có tốt đâu. Mục xương đó, loại thuốc mà như viên nhỏ nhỏ dê ấy đó hay mục xương đó. Dạ. Mà bà uống bà nhức quá bà uống thấy không biết thuốc gì nữa. Thì nói chung cũng hơi khó với bà con, không có giao tiếp với cô được. Thì nãy giờ cô Út, cô Út hả? Cô Út phải không? Cái này cô hả? Cô á cô thứ hai. Cô hai cũng diễn giải thì quý bà con mình cũng hiểu về cái hoàn cảnh của cô. Thì clip cũng dài, Linh xin tạm dừng clip ha. Cũng rất mong quý bà con sẽ dành cho cô một cái tình thương nhất định nào đó. Đó, con cũng hy vọng là được quý bà con yêu mến. Thì lần sau con sẽ đến đây, sẽ có một món quà gì đó để gửi cho cô Bảy. Dạ. Rồi trước khi dừng clip thì cô Bảy có muốn nói gì với quý vị khán giả không? Cảm ơn. Dạ cảm rồi. Rồi máy bay. Còn cô hai thì sao? Cô hai có muốn nói gì với quý vị khán giả trên kênh của con không? Có gì giúp đỡ cho bả khổ mình, bả bảo mình ơn bả đó. Dạ. Rồi vậy thôi ha. Cảm ơn nha. Rồi clip của Linh xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp quý bà con mình trong những clip sau ạ.